Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về một số những cái kinh nghiệm trong quá trình mà chúng ta thi công cái phần móng để chúng ta có được một cái công trình nó tốt nhất và nó chất lượng nhất nhé quý vị các bạn nhé. Trước khi đi vào video lần này, bạn nào mà chưa đăng ký kênh Kiến trúc HCG, dưới góc phải màn hình có nút đăng ký, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi mà bên mình xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất phải không ạ? Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều về điều đó. Có nhiều bạn thì hay hỏi Cường một câu là: anh Cường ơi, chúng ta có cần phải thi công cái bê tông lót móng không? Ở bê tông lót móng thì nó có công dụng gì hả anh? Và làm như thế nào là nó chuẩn, làm như thế nào là nó đúng? Đó, thì Cường xin phép là chia sẻ luôn cho quý vị các bạn để quý vị các bạn có thể là nắm bắt được. Và để chúng ta biết được rằng là các bác thợ là đang làm như thế nào và cái lỗi gì mà chúng ta thường gặp phải trong quá trình chúng ta thi công cái phần đấy nhé quý vị các bạn nhé. Thì bê tông lót móng là gì? Bê tông lót móng là trước khi mà chúng ta thi công một cái móng của một công trình thì chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề về mặt bằng thi công. Trong khi mà chúng ta giải quyết và gia cố xong mặt bằng thi công thì chúng ta cần phải định hình được tim tường, tim móng, tim phần móng, tim phần cột để xác định được cái chiều dài, chiều rộng của phần móng. Khi xác định được chiều dài và rộng phần móng thì đấy là cái tiếp theo là chúng ta xử lý cái phần bê tông lót móng. Cái phần bê tông lót móng là cái phần lớp đầu tiên mà chúng ta cần phải làm nha quý vị các bạn. Thế thì trong cái vấn đề về bê tông lót móng này, bê tông lót móng thì nó có công dụng gì? Đầu tiên ấy, công dụng đầu tiên của bê tông lót móng là tránh cái hiện tượng thoát nước ở trong bê tông vào cái công trình của chúng ta, và thoát nước của bê tông và làm ảnh hưởng đến chất lượng của cái phần móng của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải xử lý và thi công cái phần bê tông lót móng để tránh cái hiện tượng đó. Và cái bê tông lót móng này thì thường thường là sẽ xử lý như thế nào? Ở quê ấy, thì thường thường là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái là giải những cái viên gạch vỡ ra, giải những viên gạch vỡ toàn bộ ra, và chúng ta sẽ cán thêm một lớp vữa mác 75 lên bên trên, và chúng ta mới bắt đầu là xây be xung quanh các cái hàng móng, và sau đó thì chúng ta mới đổ móng. Thì đấy người ta gọi là cái phần bê tông lót móng mà mình làm ở quê. Thế còn là ở thành phố hay là Hà Nội thì chúng ta sẽ sử dụng là bê tông đá. Bê tông đá mác ở đây đó chính là mác 100 thôi. Chúng ta cán giải đá ra, chúng ta cán giải bê tông, đổ lớp bê tông đấy, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng các cái để chúng ta xử lý cái vấn đề đấy. Thế còn khi mà các bác thợ ấy, thì thường thường là một số nơi các bác ấy không xử lý bằng cái vấn đề đấy, các bác ấy kê luôn viên gạch vào xong rồi bác ấy làm luôn cái phần móng. Các bác đảo ở đấy, các bác bảo là cái nền đất nó rất là tốt rồi thì chúng ta sẽ không cần phải làm nữa. Đó, thế nhưng mà khi mà chúng ta đổ cái phần bê tông chúng ta xuống ấy thì là ví dụ như là chúng ta không có cái bê tông lót móng đấy. Đây ví dụ như đây là thanh sắt nha quý vị các bạn nhé. Và ở bên dưới này chúng ta chỉ kê viên gạch thôi và chúng ta không có bê tông lót móng đấy thì nó sẽ đổ cái phần bê tông vào ấy thì nó sẽ bị chạch ra và nó sẽ bị là xâm thực của nước vào. Đó, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cấu kiện ở bên trong, ảnh hưởng đến cái phần sắt thép nó rỉ và nó sẽ đứt gãy, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cấu kiện công trình của chúng ta. Đó, đấy là một trong những cái công dụng thứ hai của phần bê tông lót móng mà chúng ta cần phải lưu ý và cần phải quan tâm nhé quý vị các bạn nhé. Và khi mà chúng ta làm ấy, thì thường thường là đổ bê tông lót móng thì chúng ta sử dụng là mác 100, nó rất là thấp thôi để chúng ta thi công và làm cho cái công trình của chúng ta nó tốt hơn. Vậy nên chúng ta không nên bỏ qua cái vấn đề này. Và chúng ta cần phải làm rất là cẩn thận từ những khâu đầu tiên, sau đó thì chúng ta mới đến cái phần móng nhé các bạn nhé. Cường vừa rồi thì Cường đã chia sẻ cho các bạn rồi. Mỗi một hôm thì Cường sẽ đưa ra rất nhiều những cái video nhỏ nhỏ, những cái kinh nghiệm để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái ngôi nhà của nhà mình. Cường xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Xin chào lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chúc quý vị các bạn là có được một cái công trình đẹp, tốt, chất lượng. Và các bạn hãy xem những cái video của bên trên kênh Kiến trúc HCG. Xin cảm ơn. Xin chào lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.